Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, bùn đất và nước lũ từ trên núi đẩy hàng chục ô tô và xe tải khỏi con đường ở thành phố miền Nam Trung Quốc, có một người tử vong. Trận sạt lở đất chiều qua bất ngờ chôn vùi khu chợ bán rau ở huyện Vũ Bình, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Video do nhân chứng tại hiện trường quay được cho thấy khối đất đá khổng lồ từ trên núi ập xuống cuốn phăng hàng chục ô tô, xe tải, xe máy trên đường. Nhiều phương tiện bị đất đá đẩy văng vào nhà dân, trong khi một chiếc xe gần như bị vùi lấp hoàn toàn với tài xế mắc kẹt bên trong. Lính cứu hỏa phải dùng máy xúc đất đá để giải cứu người đàn ông này. Sau 3 tiếng nỗ lực, họ đưa được nạn nhân ra khỏi đống bùn đất nhưng người này tử vong trên đường tới viện. Chính quyền đang điều tra nguyên nhân lở đất và phong tỏa khu vực này để đề phòng nguy hiểm. Hàng triệu người ở 8 tỉnh miền Nam và miền Trung Trung Quốc đang hứng chịu hậu quả của đợt lũ lụt nghiêm trọng. Ít nhất 49 người chết, 14 người mất tích, hơn 7.000 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 300.000 người phải sơ tán khi nước lũ dâng cao tới 2 mét ở một số khu vực, gây thiệt hại kinh tế 10 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ. Lũ lụt cũng đã nhấn chìm nhiều khu vực ở Trung Quốc, hàng nghìn người mắc kẹt, ít nhất 15 người chết và nhiều khu vực bị cô lập khi mưa bão trút xuống các tỉnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Lũ lụt đã quét sạch 10.800 ha hoa màu, phá hủy hàng trăm ngôi nhà ở tỉnh Giang Tây hôm vừa qua, khiến 1,4 triệu người bị ảnh hưởng và gây thiệt hại kinh tế 2,65 tỷ nhân dân tệ, khoảng 382,41 triệu đô la Mỹ. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong đợt mưa lũ tồi tệ này. Và nhà chức trách Trung Quốc dự báo thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục kéo dài trong 4 ngày tới. Tại tỉnh Quảng Tây ở phía Nam, mưa lũ gây sạt lở khiến 20.000 hộ gia đình bị cắt điện và bị cô lập khi cầu đường với những cơ sở hạ tầng khác hư hại nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc cho biết lượng mưa ở Giang Tây lên tới 688 mm, trong khi mưa tại một số khu vực ở Giang Tây và Hồ Nam đã lên đến mức kỷ lục trong tháng này. Đợt mưa bão đã bắt đầu từ hôm qua sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên và đảo Đài Loan trong những ngày tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo sẽ có dông lớn và nước lũ sẽ dâng cao ở một số con sông nhỏ trong những ngày tới. Bão số 4 đổ bộ, Trung Quốc sơ tán hơn 63.000 dân. Đây là cơn bão thứ tư đổ bộ trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc trong tháng này, mang theo gió giật mạnh và mưa lớn. Bão số 4 đổ bộ Thượng Hải, Trung Quốc vào 4 giờ sáng nay, với sức gió hơn 80 km/h, quật đổ hàng trăm cây xanh và gây mưa lớn ở thành phố, theo Xinhua. Thượng Hải trước đó đã sơ tán 63.000 dân. Phát cảnh báo cho 2.525 tàu với 3.209 thuyền viên vào bờ trú ẩn. Sau khi đổ bộ, bão số 4 suy yếu và tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ 30 km/h. Là cơn bão thứ 8 ảnh hưởng đến Trung Quốc từ đầu năm và là cơn bão thứ 4 đổ bộ Thượng Hải trong tháng này. Trước đó, bão số 2 đổ bộ tỉnh Chiết Giang hôm vừa qua gây mưa lớn, khiến mực nước ở 9 con sông nhỏ và vừa ở tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và Liêu Ninh vượt mức báo động. Bão cũng gây ra sóng lớn tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, khiến nhiều tuyến đường ven biển bị ngập. Bão số 3 đổ bộ các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông khiến 3 người chết, 2 người mất tích, khoảng 126.000 người phải sơ tán và thiệt hại kinh tế lên tới 232 triệu đô la Mỹ. Bão số 3 cũng gây ra lũ lụt ở khu vực quanh 23 con sông nhỏ và vừa tại hai tỉnh này. Mùa hè là mùa mưa bão ở Trung Quốc. Thương vong do bão lũ gây ra ở Trung Quốc những năm gần đây đã giảm đáng kể nhờ chính quyền sớm lên kế hoạch ứng phó và sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Hôm nay, mưa và gió lớn cũng đang tấn công miền Đông và miền Trung Trung Quốc sau khi bão số 4 đổ bộ vào Thượng Hải sáng hôm qua. Bão nhiệt đới số 4 cũng là trận bão thứ 8 trong năm nay ở Trung Quốc. Nó gây mưa lớn ở các thành phố Hợp Phì, Hoài Bắc và Mã Yên thuộc tỉnh An Huy, gây lũ lụt và gián đoạn giao thông nghiêm trọng, theo Reuters.
Tại thành phố Hoài Bắc sáng nay, nhiều xe ngập trong nước lũ, cảnh sát phải giúp dân đẩy xe khỏi nước ngập đến đầu gối. Sáng nay, Cục Khí tượng Trung Quốc đã ban hành mức cảnh báo mưa lũ lên mức vàng, cấp độ nguy hiểm thứ 2 trong hệ thống cảnh báo và dự kiến lượng mưa trong vòng 6 giờ tới sẽ đạt trên 50mm và 100mm ở một số khu vực. Tại quận Hán Sơn ở thành phố Mã Yên Sơn, gió lớn quật đổ cây cối và chạm cấp điện, nhân viên cứu hộ phải tới dọn dẹp cây cối và khôi phục nguồn điện. Cơn bão cũng đã bắt đầu gây ảnh hưởng tới người dân thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam và hôm nay, người đi bộ phải chờ xe buýt trong mưa gió vì xe bị hỏng do mưa bão, đường ngập nước, chỗ nông nhất cũng sâu tới bắp chân. Giang Khuyan, một người dân đang đứng chờ xe buýt cho hay, thành phố Thương Khâu đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cảnh báo mưa bão cao nhất lúc 8 giờ, theo giờ Hà Nội là 9 giờ. Ở tỉnh Sơn Đông, mưa lớn trút xuống hai thành phố Lâm Nghi và Hà Trạch khiến nhiều nông trại bị ngập nước. Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo từ 14 giờ chiều nay tới 14 giờ chiều mai, mưa bão vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng ở các tỉnh thành trên. Sông Uehi, phụ lưu lớn nhất của sông Hoàng Hà đã bị vỡ. Kính thưa quý vị thân mến, lũ lụt lở đất là cơn bão tồi tệ nhất trong 25 năm đã khiến ít nhất 86 người chết và nhiều người mất tích, người dân và quan chức địa phương cho biết hôm thứ Năm. Theo Reuters, một quan chức cho biết sông Uehi, phụ lưu lớn nhất của sông Hoàng Hà đã bị vỡ đê ở 5 nơi. Mưa lớn trong tuần qua đã khiến 180.000 người phải sơ tán đến vùng đất cao hơn. Nhưng lũ lụt và lở đất đã khiến 38 người thiệt mạng và 34 người mất tích. Các quan chức lũ lụt nói với Reuters qua điện thoại, sông Wei hiện đang ở mức cao nhất và 34 người mất tích và rất ít hy vọng sống sót. Theo Tân Hoa Xã, bão đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc khiến 38 người thiệt mạng và 1.000 người bị thương. Thâm Quyến, Huệ Châu, Sơn Vĩ và Sán Đầu ở phía đông Quảng Đông là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Truyền thông địa phương và các nạn nhân của cơn bão cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của người dân trong cơn bão là do nhà cửa đã lỗi thời và xây dựng bị cắt góc, không thể chịu được mưa gió lớn. Nhiều người thiệt mạng trong trận bão là công nhân nhập cư sống trong những ngôi nhà gỗ tạm bợ. Cơn bão này là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất cho đồng bằng sông Châu Giang ở Quảng Đông kể từ năm 1979. Cơn bão đã đổ bộ vào Quảng Đông vào đêm thứ Ba. Mặc dù cơn bão di chuyển đi nơi khác, nhưng hoàn lưu bão có sức tàn phá khủng khiếp. Đài truyền hình địa phương cho biết khoảng 30% cây cối ven biển nơi cơn bão đi qua đã bị bật gốc. Tân Hoa Xã cũng cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp từ cơn bão Dujan ước tính khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, khoảng 24,2 triệu đô la Mỹ. Mưa lớn sẽ lại xảy ra ở lưu vực sông Wuhe và Hanshui. Thông tấn xã Trung ương Đài Bắc vào ngày hôm nay cho biết, theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương ở Trung Quốc đại lục, vành đai mưa chính ở Trung Quốc đại lục sẽ quay trở lại phía Nam từ ngày hôm qua đến ngày mai và trở lại lưu vực Wuhe và Hanshui. Khi đó sẽ có mưa lớn ở phía Đông và khu vực Tây Bắc và phần lớn lưu vực Tứ Xuyên. Tân Hoa Xã dẫn lời Li Yanshan, trưởng dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương Bắc Kinh cho biết, kể từ ngày hôm qua, vành đai mưa lớn ở Trung Quốc đại lục đã kéo dài đến phía Bắc Hoàng Hoài và Nam Bắc Trung Quốc, không có lượng mưa đáng kể nào dọc theo sông Hoài Hà và Hoài Nam. Tuy nhiên, theo số liệu khí tượng hiện tại, dự báo do ảnh hưởng tổng hợp của luồng không khí ấm ẩm Tây Nam hoạt động mạnh, và không khí lạnh nên vành đai mưa chính sẽ di chuyển xuống phía Nam trở lại trong 3 ngày tới và quay trở lại Hoài Hà và các lưu vực Hanshui. Ngoài ra, trong 3 ngày tới, trời cũng sẽ có mưa ở khu vực phía Đông Tây Bắc và phần lớn lưu vực Tứ Xuyên. Tổng lượng mưa trong 3 ngày nói chung là 10-30mm, trong đó phía Đông và Nam Cam Túc, Nam Ninh Hạ, Trung và Nam Thiểm Tây, một phần Tứ Xuyên và Trùng Khánh có thể lên tới 40-90mm, một số khu vực sẽ vượt quá 100mm và sẽ có thời tiết đối lưu mạnh, chẳng hạn như dông bão nhẹ, gió mạnh và mưa đá. Thưa quý vị, mưa lớn gây ra bởi hệ thống sinh thái kém dẫn đến dòng chảy mảnh vụn khổng lồ ở Danbar County, thảm họa lở đất khổng lồ ở Kelsangui, thị trấn Badi, huyện Danbar, tỉnh Kanji, tỉnh Tứ Xuyên, khiến hơn 50 người mất tích và một người chết. Liu Xinxi, giáo sư địa chất tại Đại học Công nghệ Thành Đô tin rằng thảm họa ngẫu nhiên chủ yếu gây ra bởi sự phân mảnh của khối đá, thảm thực vật bị hư hại và mưa xối xả khiến nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Thông tấn xã Trung Quốc dẫn lời ông Liu Xinxi cho biết điều kiện địa chất của cao nguyên phía Tây Tứ Xuyên bao gồm các khu vực sông Jingchuan và Chiat.
sự đứt gãy cấu trúc và phong hóa mạnh đã dẫn đến sự chia cắt của khối đá. Ngoài ra, thảm thực vật bị tàn phá nghiêm trọng và hầu hết các sườn đồi đều lộ thiên, độ dốc lớn nên trước đây hai bên bờ sông Yanchuan thường xảy ra sạt lở đất. Dòng chảy mảnh vỡ dường như được kích hoạt bởi mưa lớn. Từ cuối tháng 6 năm nay, trời mưa tầm tã cả ngày lẫn đêm ở Danbakauti cùng với trận mưa xối xả trong 3 ngày liên tiếp khiến 5 con sông trên lãnh thổ này bao gồm Dajin, Yeosin, Gejiya và Dongku nước đã dâng cao. Lin Xiuxi cho rằng không có gì là lạ khi dòng chảy đá vụn chặn sông Yinchuan tạo thành hồ đập, nhưng mực nước dâng lên ở thượng nguồn của thân đập tự nhiên rất không ổn định và một khi nó đã sập thì thiệt hại cho hạ lưu là rất lớn. Và thông tin trên đã kết thúc bản tin của ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.